Hello các bạn, đây là ngày thứ 3 mà Zen ở Quy Nhơn. Thì sáng hôm nay mọi người đi ăn bún phì ở 261 Tân Bạc Hổ. Ở đây chuyên là bún cá nè, riêu, rạm, ốc bò, giò, mì quảng, thập cẩm, sứa rồi các kiểu. Ồ, bán sỉ và lẻ chả cá nữa chứ. Hiện tại mà thấy là quán có hai mặt tiền luôn. Đây, hai bên. Ồ, tấp nập quá. Mọi người gọi gì chưa? Gọi rồi hả? Có gọi giùm anh luôn không? Anh ngồi đây nha. À, bún này bún gì? Quang cảnh ở đây cực kỳ hỗn loạn. Chú bảo vệ cũng phải vào phụ bưng rau, bưng tô, mấy cái tô ra cho khách hàng ăn luôn. Rất là đồng đó, chú bảo vệ đó. Mới bưng rau đó. Đây là cái nước xốp cà nè. Nhìn có ớt màu đỏ vậy thôi chứ không có cay gì hết nha các bạn. Theo như lời Thoại Vi nói là vậy. Này. Đây mắm, chắc là mắm rú rồi. Ăn với bún riêu nhưng mà chắc có hết rồi. Đây là nước mắm. Đấy. Đây là mì quảng. Đúng rồi. Bún riêu ốc. Đây là bún bò. Ấn tượng đầu tiên là tuy là quán rất là đông, nhộn nhịp nhưng mà cái thời gian ra món cũng rất là gọi là kịp thời ha. Tầm 5 phút hơn chút xíu thôi, chấp nhận được. Ok. Đầu tiên Zen sẽ ăn cái bún thập cẩm sứa do Thoại Vi share cho Zen. Thoại Vi ăn cũng chả hết. Đó, share nửa tô luôn nha. Có cái miếng cua nữa đúng không? Rạm hả? Rạm hả cô? Anh đừng coi em lên kênh Zen Go coi nha anh. Còn bánh hơi bở nhưng mà chắc cái lại bánh này nó làm tại vì mì quảng nó miếng nó tập cái động nó dai. Nước lèo thanh nha, lèo thanh, nói chung là nó không quá đậm đà. Zen thích cái loại này. Ốc. Cái này là gì nhỉ? Thịt hả? Chả cua hả? Mềm cái kiểu là xíu mại mềm á. Ốc không? Đi này nhiêu tiền em? À. Uống chất. Ok. Ly cam 15.000. Rất chất lượng nha. Rất chất lượng. À, chả cá. Chả cá ngon nha. Chả cá ngon. Ăn ngon như vậy mới nhớ tới quốc anh. Thổ địa như cục kẹo luôn. Bây giờ tới cái tô bún bò của Zen nè. Sao nhỉ? Đặc biệt chú ý các bạn, bún bò ở đây là bún nhỏ nha. À, bún nhỏ xíu à. Đấy. Cũng cái kiểu nước lèo cái gia vị nó nhẹ nhàng ấy. Không có mùi bún bò nha. Có mùi bún bò. Chứ không phải là cái loại nước lèo chung với bún riêu hay là bún thập cẩm đâu. Nó có mùi bún bò. Cái mùi nó cũng nhẹ thôi. Bây giờ uống thử nước cam. Ngon.
Nhưng mà hình như hơi có cái vị đắng đắng, đắng nhẹ thôi, đúng chút xíu à. Không quá ngọt, nó còn giữ cái vị chua của cam. Ngon. À, tại bu mì kêu ít đường. Ok. Ok, các bạn cũng nhớ kêu ít đường nha. Nó vừa phải, nó là ngon. Ké, chị cái mưa miếng đậu nành. Thử coi. Hình như nó còn một cái miếng sực sực ấy. Nói chung là uống nhám miệng á, nhám cổ ấy. Nhưng mà cái vị thì cũng được, ổn. Nói chung là thua nước cam, vậy đi. Tô bún bò của Jen rất là nhiều thịt nha, mà cùng nào cũng lấy bự như vậy nè. Đó. Có thêm miếng chả cá nữa. Chả là bao nhiêu cô? Một đậu nành. Năm nước cam là 75.000. Hai ly, hai ly đậu. 10.000 nữa. Ủa chê sao uống hai ly dữ vậy? 85 nữa là 220, 273. Bấm đi mấy đứa ơi. Vậy final là nhiêu? 250 hết. 250 hết. Ờ ok chú. Như các bạn vừa thấy đó, cái cách tính tiền ở đây không có ra bill và đứng đó để nhầm cho nên hết sức cẩn thận nha. Rất là dễ lộn nếu như các bạn đi số lượng đông và có rất là nhiều món trên bàn, ví dụ như là nào là ăn rồi uống rồi đậu nành rồi cam rồi hết bún bò tới bún chả cá. 25.000, 30.000 trộn lẫn với 35.000 rồi các kiểu, 15.000 nước uống nữa tùm lum hết luôn. Nên cẩn thận cái đó, tính cho thật kỹ. Tốt nhất là nên rủ một đứa làm ngân hàng đi theo, tính nhẩm rất là nhanh. Đó. Rồi, đó là về cái phần tính tiền nó rất rối vậy thôi. Nhưng mà về chất lượng ở đây á là ok, rất là ok. Không gian thì thoải mái, thoáng. Rồi, các bạn đang ở đây chưa? Nếu ăn rồi hãy comment cho Zen biết nha. Và đừng quên bấm nút subscribe, bấm thêm cái chuông để nhận thêm nhiều clip từ Zen nha. Baby.